trận đấu trên sân Tân An giữa Đồng Tâm Long An và Cần Thơ đã kết thúc với chiến thắng 2-1 dành cho đội khách. Tiếng còi đã cất lên và chúng ta cùng chờ xem. Như vậy là bây giờ thì sẽ có penalty dành cho đội chủ nhà. Có lẽ người vừa phải nhận thẻ vàng với tình huống trọng tài Nguyễn Đức Vũ xác định là phạm lỗi trong vòng cấm là Đình Đồng. Đây sẽ là cơ hội để cho Công Phượng giải tỏa cơn khát bàn thắng của mình. Đã rất lâu rồi, số 44 của Hoàng Gia Lai không ghi bàn, và đây là cơ hội để cho anh quân bình tỷ số 1 đều và nâng tổng số bàn thắng của mình tại V-League năm nay lên con số 6. Cầu thủ mang áo số 4 của Sông Lam Nghệ An đã thực hiện thành công. Còn cầu thủ mang áo số 44 của đội chủ nhà thì sao? Những áp lực dành cho Công Phượng cũng không hề nhỏ trong quả đá phạt này. Công Phượng rất chính xác. Dù thủ môn Nguyên Mạnh đã đoán đúng hướng nhưng cú sút của Công Phượng rất căng và hiểm hóc. Tỷ số của Công Bình 1 đều và cả hai bàn thắng trong trận đấu này đều đến từ những quả 11m. Ta cùng xem lại cú dứt điểm rất chính xác của Công Phượng. Haruna Abdul. Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Rồi. 3-1 rồi. Pha phối hợp nhanh rất tuyệt vời của cầu thủ Hoàng Gia Lai và người nâng tỷ số lên 3-1 là hậu vệ Văn Thành. Không thể tin nổi. Có lẽ là chỉ trong 15. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp rất đẹp mắt này. Một cú dứt điểm bằng mu